Tấn Khoa và Hà Hương kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công dân Công đoàn số phát sóng ngày 30 tháng 8 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Hà Hương và Tấn Khoa xin kính chúc các anh chị đoàn viên công đoàn người lao động có một ngày làm việc thật hăng say và hiệu quả. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua. Thưa quý vị, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Vừa qua, Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn đã trao tặng 142 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 123 triệu đồng. Lập danh sách và tiếp nhận kinh phí từ Liên đoàn Lao động thành phố, chuyển tặng 44 phần quà theo chương trình Tết Sum Vầy và 50 vé tham quan vui chơi tại công viên Đầm Sen theo chương trình Vui Tết cùng thành phố. Hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cho 684 trường hợp với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Hiện nay đã có 12 trên 16 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 đạt tỷ lệ 75%. Công đoàn xét hỗ trợ 24 trường hợp điều trị bệnh, tổng số tiền 37 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái công tác chăm lo cho người lao động dịch bệnh Covid và đặc biệt là hỗ trợ cho người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Quý Mão sắp tới 2023. Song song đó thì triển khai theo cái tiến độ kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Hoạt động nữa, tôi sẽ thúc đẩy cái phong trào thực hiện cái đăng ký sáng kiến theo cái chương trình 1 triệu sáng kiến của tổng liên đoàn để cố gắng là đạt các chỉ tiêu sáng kiến mà Liên đoàn thành phố phân bổ cho Công đoàn Công ty Sài Gòn. Tại hội nghị, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Dược Bến Thành vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn được Liên đoàn Lao động thành phố trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện phong trào mùa xuân. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty Dược Sài Gòn đã trao tặng 33 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 76 phần quà được trao để hỗ trợ cho công nhân lao động và con công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 8, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Công an quận tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn hóa an toàn giao thông năm 2022 tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú như tuyên truyền Nghị định 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình tự quản, hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ra mắt mô hình nghiệp đoàn xe ôm tự quản an toàn phòng chống tội phạm, chuyến xe an toàn phòng chống tội phạm, hướng dẫn kỹ năng lái xe cơ bản, an toàn và trải nghiệm lái xe trên mô hình, lái xe trên thực tế, thu hút hơn 500 công nhân viên chức lao động, đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm tham gia. Mục tiêu là để giúp cho mỗi đoàn viên nghiệp đoàn khi tham gia giao thông thì cũng sẽ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành tốt các cái chủ trương của quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ứng xử văn hóa giao thông trên đường đi, văn minh lịch sự và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng 35 phần quà và nón bảo hiểm cho các thành viên tổ xe ôm tự quản trực thuộc nghiệp đoàn xe ôm tự quản an toàn phòng chống tội phạm với tổng kinh phí là 17,5 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức hội thi an toàn giao thông, thu hút hơn 200 thí sinh và cổ động viên tham gia và trao tặng nhiều phần quà cho các thành viên tham gia hội thi với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng do Honda Phát Tiến tài trợ. Chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1 phối hợp tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022-2027. Tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân viên chức lao động gia cảnh khó khăn. Đồng chí Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 và đồng chí Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1 đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2027.
Hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện một cái số cái nội dung chính để chăm lo cho công nhân viên chức lao động nữ, đặc biệt là trong các cái đơn vị doanh nghiệp có đông lao động nữ là đoàn viên công đoàn. Các cái nội dung cụ thể ví dụ như là thứ nhất là mình tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên nữ về các cái chính sách, các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai nữa là tuyên truyền các cái chính sách pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của nữ công nhân lao động. Cái nội dung tiếp theo là tập hợp mạnh mẽ các cái nguồn lực nhằm để chăm lo cho đoàn viên người lao động là nữ công nhân lao động tại các cái đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Và đồng thời thì mình cũng tổ chức các cái chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chăm lo về vật chất và tinh thần cho nữ công nhân lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 tuyên dương 55 gương gia đình tiêu biểu năm 2022. Đây là những gia đình công nhân viên chức lao động vượt khó, nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Liên đoàn Lao động quận 1 trao 67 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2021-2022 cho con công nhân viên chức lao động khuyết tật vượt khó, học giỏi. Ngoài ra, mỗi em còn được nhận một phần quà trị giá 250.000 đồng, tổng số tiền chăm lo là 80,7 triệu đồng. Sáng ngày 20 tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh và chăm lo học bổng cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023. Tuy gia đình khó khăn, nhưng em Lý Bội Linh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa, luôn cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 11 năm qua. Bội Linh là một trong 103 em học sinh sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Liên đoàn Lao động quận 5 trao tặng. Gia đình em thì cũng thuộc dạng là khó khăn. Hôm nay là nhận được học bổng này em cảm thấy rất là vui cũng như là hạnh phúc, và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động quận 5, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ em để có được suất học bổng này. Trước mắt là em sẽ mua dụng cụ học tập. Phần còn lại thì chắc là em sẽ đóng vào tiền học phí. Trong năm học 2022-2023, Liên đoàn Lao động quận 5 trao 103 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19, 13 sổ tiết kiệm tình thương trị giá 2 triệu đồng mỗi sổ, trao tặng 30 chiếc xe đạp trong chương trình Cùng Con Đến Trường. Ngoài ra, mỗi em được nhận thêm một phần quà trị giá 100.000 đồng, bao gồm tập trắng và heo đất tiết kiệm. Tổng kinh phí chăm lo năm nay gần 300 triệu đồng. Đối với chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chúng tôi không sử dụng nguồn tài chính của công đoàn, mà chúng tôi sử dụng toàn bộ là nguồn xã hội hóa. Đó là sự chung tay góp sức của các tổ chức, các cá nhân, các mạnh thường quân ở trên địa bàn quận. Và chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ của các quý mạnh thường quân, các tổ chức, các cá nhân có tấm lòng đối với các em học sinh nghèo mà vượt khó và hiếu học. Qua 30 năm, tổ chức công đoàn quận 5 đã chăm lo cho hơn 2.600 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, trị giá gần 2,4 tỷ đồng. Công đoàn cơ sở chăm lo gần 26.400 suất học bổng với trị giá hơn 10,6 tỷ đồng. Ngoài học bổng, tổ chức công đoàn còn có các hình thức hỗ trợ khác như sổ tiết kiệm tình thương, trao tặng xe đạp, nón bảo hiểm, dụng cụ học tập, sách giáo khoa, heo đất tiết kiệm. Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc tiếp sức cho trẻ đến trường, phát huy truyền thống hiếu học đối với thế hệ tương lai của đất nước. Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho công nhân viên chức người lao động yêu thích dân ca quan họ, Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan câu quan họ phương Nam lần thứ 2 năm 2022. Sau 3 buổi thi sơ khảo, từ hơn 100 tiết mục đăng ký, ban giám khảo đã chọn ra 28 tiết mục xuất sắc bước vào vòng thi chung kết diễn ra vào tối 21 tháng 8. Trong đêm thi chung kết, các thí sinh ở bảng đơn ca, song ca, tam ca và tốp ca đã biểu diễn các làn điệu dân ca quan họ với nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nét văn hóa đặc trưng về tình làng nghĩa xóm, tinh thần hăng say lao động, tình yêu đôi lứa. Mình là người con quê hương quan họ vào Lâm Đồng lập nghiệp, thì cái nguồn gốc dân ca quan họ thì có sẵn ở trong cái dòng máu của mình rồi. Vào đây thì cũng muốn giữ gìn và hát những cái câu ca của ông cha mình hát từ bao nhiêu đời nay. Sân chơi này thì rất là bổ ích. Kết quả, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi bảng đơn ca, và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 14 giải khuyến khích cho các thí sinh hát song ca, tam ca và tốp ca. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải phụ cho thí sinh ấn tượng nhất, thí sinh duyên dáng nhất, thí sinh nhỏ tuổi hát hay nhất và thí sinh lớn tuổi hát hay nhất.
Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mong muốn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng và không bị mụn. Bởi làn da mụn tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó khiến chúng ta ngại ngùng khi giao tiếp. Hà Hương nè, Hà Hương có biết là những nguyên nhân nào khiến da chúng ta thường hay bị mụn không? Có chứ, thật ra có rất nhiều nguyên nhân khiến da của chúng ta dễ bị mụn. Chẳng hạn như là việc chúng ta thường xuyên bị thiếu ngủ nè, ăn nhiều chất ngọt, chất béo và ăn ít rau xanh trái cây. Một nguyên nhân khác nữa là da của chúng ta bị bí, tắc lỗ chân lông. Tấn Khoa thì còn biết đó là da thuộc dạng nhờn cũng dễ gây mụn nữa đó Hà Hương. Thế thì là phái đẹp, không biết là Hà Hương có những bí quyết nào để chúng ta chăm sóc da mụn không đây? Câu hỏi này hơi khó nha. Hà Hương thì không thể nào tư vấn chuyên sâu được. Nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phương Thảo, giám đốc chuyên môn hệ thống chuyên khoa da liễu Bencilia Beauty Clinic sẽ tư vấn cho Tấn Khoa cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cách chăm sóc da mụn trong chuyên mục Bạn Có Biết ngay sau đây nha. Nhiều người nghĩ da mụn cần được làm sạch da nhiều lần trong ngày, vì thế họ sẽ rửa mặt nhiều lần trong ngày. Bác sĩ nhận xét như thế nào về quan điểm này? Cái hành động rửa mặt nhiều lần trong ngày là hành động đúng. Tuy nhiên thì rửa mặt nhiều lần trong ngày chúng ta sẽ phải rửa 2 lần bằng sữa rửa mặt thôi nha. Các bạn cần phải lưu ý kỹ 2 lần thôi bằng sữa rửa mặt sáng và tối. Còn lại những lần khác trong ngày nếu các bạn cảm thấy là da các bạn bị dơ, nhờn, rít thì các bạn có thể là rửa bằng nước thường. Có nhiều ý kiến trái chiều về việc nặn mụn trong quá trình chăm sóc cũng như điều trị da mụn. Vậy đâu là quan điểm đúng, thưa bác sĩ? Đối với cái việc nặn mụn thì cái điều đầu tiên mà mình cần kỹ nhất đó chính là vô khuẩn. Như vậy thì tất cả những cái cách mà chúng ta lấy mụn, miễn sao nếu mà chúng ta đáp ứng được cái chuyện vô khuẩn thì cái cách đó vẫn là một trong những cách mà chúng ta có thể xử lý mụn. Vì bản chất là nhân mụn nó đã là một cái nơi để cho vi khuẩn nó trú ở trong đó. Và nếu như chúng ta không có cái cách nào để chúng ta lấy mụn nó ra càng nhanh càng tốt thì nó lại là một cái yếu tố nguy cơ rất là lớn. Như vậy thì nếu như các bạn không có lấy mụn đúng nguyên tắc mà vô khuẩn thì cái tốt nhất là chúng ta đừng lấy mụn. Các bạn có thể dùng thuốc bôi thoa để đảm bảo cho cái nhân mụn nó trồi ra một cách tự nhiên. Có những lưu ý gì khi lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da mụn, đặc biệt là sản phẩm điều trị mụn? Đầu tiên chúng ta phải coi cái độ axit ở trên cái sản phẩm đó. Tại vì trong tất cả những cái loại sản phẩm á, thì nó đều có tác dụng là làm sạch những cái nhân mụn và làm sạch những cái chất bã nhờn. Như vậy thì nếu như cái nồng độ axit quá cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hàng rào da. Và như vậy thì một cái làn da mụn nó đang yếu rồi á, mà chúng ta lại làm nó yếu hơn nữa thì điều đó nó cũng rất là khó để phục hồi. Vậy quy trình chăm sóc da mụn sẽ bao gồm những bước nào, thưa bác sĩ? Và bước nào được xem là quan trọng nhất? Đối với một cái quy trình chăm sóc da mụn thì bước quan trọng nhất vẫn là vệ sinh da. Như vậy thì vệ sinh da nó sẽ bao gồm kể cả cái chuyện là các bạn tẩy trang và các bạn xông mặt luôn. Thì nếu như một cái làn da mà dày sừng và lỗ chân lông to nhiều hoặc là những cái dạng mụn ẩn, mụn viêm nhiều quá thì chúng ta nên có cái bước là xông hơi để nó làm thoáng cái lỗ chân lông ra. Và khi các bạn xông hơi thì các bạn nhớ là khi chúng ta làm nở lỗ chân lông ra rồi thì chúng ta phải làm khít lỗ chân lông lại bằng cách là chúng ta có thể chúng ta rửa bằng nước đá các bạn nha. Trong dân gian có nhiều cách truyền tai nhau về việc chăm sóc da mụn như dùng tỏi, nha đam, dưa leo đắp vào nốt mụn. Bác sĩ nghĩ thế nào về cách điều trị này? Đối với các phương pháp mà dân gian thì nó cũng sẽ có ưu và có khuyết. Tuy nhiên cái ưu điểm thì chắc là bác sĩ nghĩ là ít có cái đơn vị nào người ta sẽ nghiên cứu để cho chúng ta có những cái bằng chứng lâm sàng. Còn cái khuyết điểm thì chúng ta thấy rõ ha, tỏi hoặc là nha đam hoặc là dưa leo đều có những cái dạng axit và đồng thời là trong cái thành phần của nó sẽ có những cái hoạt chất nó rất là dễ gây bắt nắng và đồng thời là nó có khả năng gây phỏng da nữa. Chế độ ăn uống có vai trò như thế nào đối với làn da, đặc biệt là tình trạng da mụn, thưa bác sĩ? Đối với mụn thì chúng ta cần phải kiêng những cái đồ ngọt, đồ quá béo. Cho nên tất cả những cái thực phẩm mà nó có hai yếu tố này thì chúng ta cần phải kiêng. Còn đối với những cái loại thực phẩm mà nó rất là tốt để mà phục hồi cái làn da mụn thì chúng ta cần phải ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau và đặc biệt là các bạn cần uống nhiều nước. Qua phần chia sẻ của bác sĩ vừa rồi, hy vọng các anh chị đoàn viên công đoàn, người lao động biết cách để chăm sóc bảo vệ làn da của mình nếu chẳng may bị mụn nhé. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
Hà Hương và Tấn Khoa xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng vào lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.